Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình review đồng hồ G-Shock của Belo. Và hôm nay Belo sẽ review các bạn sản phẩm VST B100 TB1A. Đây là phiên bản giới hạn kỷ niệm 35 năm của G-Shock. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái chiếc hộp này. Cũng có khá nhiều bạn thắc mắc khi mà phần đầu mình vào mình đã cầm một cái chiếc hộp giấy nhìn trông khá là thô như thế này. Mà không, đây chính là một chiếc hộp của cái chiếc đồng hồ GST B100 TB1A sử dụng mã module 5513. Cái đồng hồ chiếc đồng hồ này chính là chiếc đồng hồ phiên bản kỷ niệm 35 năm của G-Shock mới được ra mắt vào cuối năm 2017 vừa rồi. Ok. Vậy thì đầu tiên mình sẽ mở cái chiếc hộp này ra. Ok. Chiếc đồng hồ được bọc với một lớp ni lông khá là kỹ càng. Wow. Và đây chính là cái hộp ngoài của sản phẩm của chúng ta với logo kỷ niệm 35 năm G-Shock. Cái logo này thì sẽ được thiết kế bởi nhà thiết kế chuyên thiết kế cho G-Shock, logo G-Shock vào những cái dịp kỷ niệm, đó chính là Eric Hayes. Ok, ở đây sẽ có một cái logo Casio. Đó, một cái hộp màu đen hình chữ nhật rất là đẹp. Ok, mình sẽ mở cái chiếc hộp này ra. Wow, sản phẩm của chúng ta được bọc kỹ càng trong một cái các cái lớp xốp và ni lông như vậy. Ok, đây chính là chiếc hộp chứa đồng hồ. Còn đây đây chính là một cái sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng này sẽ nói về cái module 5513 mà cái dòng máy GST B100 này sử dụng. Đó. Ngoài ra thì đây chính là quyển sách như thông thường, đó chính là quyển sách International Warranty G-Shock Casio. Quyển sách này sẽ nói về các cái chương trình bảo hành của hãng đối với sản phẩm G-Shock của chúng ta. Ok, mình sẽ tạm cất nó sang một bên. Ok, đến với phần chính của chúng ta, đây chính là chiếc đồng hồ với TB100. Đó. Chiếc hộp bên ngoài thì được phủ một cái lớp IO màu vàng cực kỳ sáng bóng như thế này, với logo G-Shock, với chữ Anniversary, chính là ký hiệu của kỷ niệm 35 năm G-Shock. Ok, chiếc hộp thật vuông vắn, rất là đẹp mắt. Wow, và đây chính là sản phẩm của chúng ta, lại thêm một cái lớp ni lông nữa. Những cái chiếc sản phẩm đặc biệt thì thường mình thấy được trang bị rất là kỹ càng những cái lớp bảo hộ bên ngoài để đề phòng những cái vấn đề hư hại không đáng có xảy đến đồng hồ. Ok. Và đây chính là chiếc đồng hồ của chúng ta. GST B100 TB1A. Đó, màu vàng khá đẹp. Wow. Nhìn qua tổng thể chúng ta có thể thấy chiếc đồng hồ này được thiết kế dựa trên 3 màu sắc cơ bản nhất, đó chính là màu vàng, màu đen và màu đỏ. Ok. Ok, đầu tiên thì mình sẽ xin phép được gỡ bỏ những cái phần mặt bảo vệ cũng như là tác giá của sản phẩm để có thể tiện dễ dàng review cái sản phẩm này cho các bạn. Ok, sau khi mình đã gỡ bỏ những cái phần lớp dán bảo vệ mặt kính cũng như là những cái móc khóa của đồng hồ thì đây chính là chiếc đồng hồ GST B100 TFB của chúng ta. Đó, các bạn nhìn tổng thể chiếc đồng hồ được phối hợp bởi 3 màu sắc rất là cơ bản, đó chính là màu đen, màu đỏ, màu vàng. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái thiết kế của cái dòng GST B100 này. Thì chiếc GST B100 này sẽ được thiết kế với 4 cái nút ấm với chất liệu là làm bằng thép không gỉ và được mạ bên ngoài màu vàng. Ngoài ra nút ấm này sẽ có một cái gờ riêng, đó là một gờ màu đỏ. Cái núm chỉnh của đồng hồ sẽ là nút vặn xoay và có khắc giữ ở bên trong để có thể cản nước đi vào bên trong đồng hồ. Ok. Dây của đồng hồ sẽ được làm với một cái chất liệu cũng
rất là đặc biệt khi mà nó được làm thiết kế với cả dây hai lớp, bên ngoài màu đen và bên trong màu đỏ như vậy. Phần viền đồng hồ này cũng sẽ được thêm thắt những cái sợi carbon để cho những cái viền đồng hồ này, thứ nhất là nó sẽ cảm giác nó sẽ mịn hơn, khi mà các bạn sờ lên sản phẩm nó sẽ mịn hơn, và thứ hai khi mà các bạn đeo đồng hồ lên nó sẽ không còn gồ ghề, không còn nặng như là những cái chất liệu thép như hồi trước nữa. Ok, đó, ở cái phần móc khóa của đồng hồ thì sẽ có ở trên cái khuy cài dây đồng hồ này thì sẽ có 35 anniversary. Ngoài ra thì sẽ có 3 ngôi sao ở trên cộng với 5 ngôi sao ở dưới, tượng trưng cho 35 năm kỷ niệm đồng hồ G-Shock được ra đời, bắt đầu tính từ năm 1983. Ok, móc khóa của đồng hồ và cái khuy cài đồng hồ cũng đều được mạ cái chất liệu EO màu vàng cùng với cái lõi thép không gỉ, khiến cho cái có những cái phần nó rất là sáng bóng. Đó, có những cái phần nó rất là sáng bóng lên, và một số phần thì sẽ được chạm khắc những cái một lớp phủ mờ lên, khiến cho đồng hồ nó có phần nổi, có phần chìm, kết hợp với nhau tạo ra một chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp. Mặt kính đồng hồ thì sẽ là mặt kính sapphire, có cái tính chống xước khá là tuyệt vời. Ngoài ra cũng vẫn còn những cái phần tính chống va đập của cái phần kính tráng. Ok, đáy đồng hồ thì sẽ có cái logo kỷ niệm 35 năm, nhưng ở đây thì hàng chính hãng ở Việt Nam thì sẽ có cái tem chống hàng giả của anh Khuê, và thường thì nó sẽ che khuất những cái logo hay những cái ký hiệu ở bên dưới đáy đồng hồ. Khi mà các bạn mua sản phẩm này về thì mà các bạn không thích những cái phần tem dán che cái khuất những cái phần đặc biệt ở đồng hồ này đi thì các bạn có thể remove nó rất là dễ dàng. Ok, đó, cái nắp lưng của đồng hồ, những cái con ốc cũng sẽ được mạ bằng EO màu vàng rất là nổi bật. Ok, trên cái nắp lưng này chỉ có đầy đủ những cái thông tin của đồng hồ, như là việc chiếc đồng hồ sử dụng pin năng lượng mặt trời Tag Solar Module 5513, mã sản phẩm là GTB100. Ok, nơi lắp ráp cũng như là thương hiệu Casio. Ok, về cái phiên bản này thì mình cũng khá là bất ngờ khi mà lần đầu tiên mà Casio G-Shock đã sử dụng một cái mẫu sản phẩm có thể nói là hoàn toàn mới, cực kỳ mới, thiết kế mới với những tính năng mới cùng với những cái công nghệ thiết kế màu cực kỳ mới này để tạo nên một cái sản phẩm giới hạn, để và nhất là dành cho những cái dịp đặc biệt như là kỷ niệm 35 năm thành lập G-Shock này. Vâng, như mình đã vừa nói ở trên, đó chính là chiếc GTB100 này thì cũng chỉ vừa mới ra mắt trong tầm cuối năm 2017 vừa rồi thôi. Và cũng ngay sau đó là cái dòng sản phẩm GTB100 TFB phiên bản giới hạn 35 năm này cũng được ra đời ngay sau đó. Cái sản phẩm này thì nó có một cái điểm đặc biệt, đó chính là sản phẩm này thuộc cái dòng G-Steel với cái lớp vỏ được làm bằng kim loại. Những cái lớp vỏ này sẽ được làm toàn bộ bằng kim loại với cấu trúc bảo vệ lớp. Ngoài ra thì như các bạn đã tham khảo qua cái dòng G-Shock thì cũng đã biết cái chiếc đồng hồ này nó được tích hợp thêm với tính năng Bluetooth, có thể kết nối trực tiếp với điện thoại smartphone của chúng ta để có thể điều chỉnh những cái tính năng ở trên đồng hồ mà chúng ta không cần sử dụng đồng hồ, chúng ta có thể sử dụng trực tiếp chiếc điện thoại của chúng ta. Ngoài ra thì với cái chiếc đồng hồ này, khi mà kết nối Bluetooth với điện thoại, chúng ta có thể tìm điện thoại được một cách rất là dễ dàng. Ok, đó, đồng hồ GTB100 này thì sử dụng cái pin năng lượng mặt trời, vẫn giữ các cái tính năng cơ bản của một chiếc G-Shock, đó chính là bấm giờ thể thao, đồng hồ đếm ngược, xem giờ thế giới và báo thức. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ này sử dụng một cái đèn led trắng siêu mạnh. Đó, ở đây là ban ngày nên là mình đã chuẩn bị sẵn một số cái ảnh mình chụp vào ban đêm, khi mà đồng hồ được bật đèn led lên cực kỳ sáng, cực kỳ dễ theo dõi giờ. Ngoài ra thì cái đồng hồ này sử dụng hai cái kim dạ quang, khiến cho buổi tối chúng ta không còn phải vấn đề nghi ngại gì về việc khó xem giờ hay không nữa. Ok, wow, từ nãy giờ mình sờ cái lớp dây này thì mình cực kỳ là thích, khi mà cái lớp dây này nó có những cái phần viền nổi hẳn lên chứ không còn là những cái thiết kế họa tiết 3D nữa. Đó, gần như cái chất liệu dây này nó cũng được sáng tạo ra bằng carbon thì phải. Ok, đó, nói thêm về cái công nghệ
đúc màu hai lớp này của Casio G-Shock thì cũng mới đây thôi. Thì Casio G-Shock cũng làm rất nhiều các cái phiên bản dây hai lớp, và chủ yếu cho những cái dòng như là dòng GA110, những cái dòng cơ bản phổ biến nhất của G-Shock được sử dụng cái công nghệ dây kép hai màu đó. Và theo như mình cảm nhận và mình trực tiếp trải nghiệm thì những cái loại dây kép hai màu này nó sẽ thứ nhất là nó sẽ đẹp hơn về cái phần ngoại hình đó, các bạn thấy màu đen và màu đỏ phối hợp với nhau cực kỳ tuyệt vời. Lớp đó đâu đó màu đen, lại ở bên dưới có màu đỏ khi mà các bạn đeo đồng hồ vào tay như thế này. Ok, ngoài ra thì khi mà mình sờ lên những cái chất liệu dây, mình đã so sánh hai chất liệu dây giữa dây hai màu hai lớp và những cái dây một màu một lớp, thì mình cảm thấy là những cái dây hai lớp này nó có phần mềm hơn, dẻo hơn đó, và cực kỳ dễ uốn nắn, không thô và cứng như những cái dây một lớp khác. Ok, đó, chúng ta cùng nhìn kỹ hơn về cái thiết kế mặt đồng hồ của chiếc VTB100 này. VTB100 này mình rất thích cái bố cục cũng như là những cái kim, thiết kế kim của trên chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ gồm 3 kim, kim giờ, kim phút và kim giây. Ngoài ra thì có 3 cái kim phụ trợ khác. Một kim đó chính là báo về cái giờ thế giới. Chúng ta có thể xem giờ thế giới ở đây. Đây chính là phần để xem ngày. Ở trên sẽ là hiển thị các cái chức năng chúng ta đang dùng, cũng như là sâu cho chúng ta thấy thứ ngày tháng. Đây, mình sẽ ví dụ minh họa luôn cho các bạn xem. Đó, khi mà mình ấn mode, mình đã chuyển qua cái chức năng STW này. STW là chính là chức năng stopwatch, là bấm giờ thể thao của đồng hồ. Đó, thì cái kim này nó sẽ có tác dụng, đó chính là trỏ qua cái chức năng đó cho chúng ta biết là chúng ta đang sử dụng cái chức năng gì. Ok, mình sẽ mode tiếp thử. Đó, timer thì nó sẽ cũng sẽ nhảy sang timer. Và ngoài ra thì tùy những một cái chức năng khác nhau thì những cái kim này nó sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau của nó. Ví dụ như hiện tại mình đang ở dừng ở chức năng đồng hồ đếm ngược timer chẳng hạn, thì ở kim ở đồng hồ dưới này nó sẽ có cái tác vụ chính là báo mà cái mức thời gian chúng ta đang dự định đếm ngược là gì, và hiện tại ở đây đang là 10 phút. Ok, báo thức. Ngoài ra thì có một điểm mình rất thích ở cái chiếc đồng hồ này nữa, đó chính là cái kim ở phía góc 9 giờ này. Cái kim này thì G-Shock được thiết kế như một cái cánh quạt, và khi mà nhìn vào nó thì mình tưởng tượng như là mình đang cầm một cái vật dụng ở một cái nhà máy sản xuất hóa học nào đó. Đó, các bạn thường hay thấy ở trên những cái bộ phim hay có những cái cánh quạt này ở những cái nơi mà sử dụng những cái chất hóa học. Ok, ngoài ra thì cái kim này nó không phải là thiết kế để đẹp đâu nha. Cái kim này nó còn báo cho chúng ta mức pin của cái chiếc đồng hồ này. Ví dụ ở đây của mình đang sạc chưa được đầy thì nó sẽ báo cái mức pin là medium. Đó. Ok, ok. Và cái sản phẩm GSTB100 này, nói về kích thước và trọng lượng thì nó có kích thước là 58x54 và dày 14mm. Ngoài ra thì cái chiếc đồng hồ này nó chỉ nặng khoảng 100g thôi. Đó, và kể cả với những người cổ tay khá là nhỏ và gầy như mình, khi đeo cái sản phẩm này lên thì vẫn rất là ôm tay, vẫn rất là vừa và không bị thừa thiếu chút nào cả, vẫn rất là đẹp phải không các bạn? Cái sản phẩm GSTB100TFB1A này có giá niêm yết trên toàn quốc Việt Nam đó chính là 23.345.000. Ok, và nhìn qua cái mức giá này thì nhiều người sẽ khá là nghi ngại khi mà cái mức giá này, nói thực là mình cũng cảm thấy nó khá là cao. Nhưng mà trước khi nghĩ đến việc giá cả nó ra sao thì các bạn hãy nên suy nghĩ là cái sản phẩm này 35 năm mới có một lần, và duy nhất một lần 35 năm đó sản phẩm này được ra mắt thôi. Và khi mà các bạn không nắm bắt cơ hội thì sẽ không còn cơ hội nào để các bạn nắm bắt nó nữa đâu. Ok, và mình cũng sẽ như vậy, mình cũng sẽ tìm và sắm cho mình một chiếc sản phẩm như thế này. Ok, và khi các bạn mua sản phẩm này tại Belo thì các bạn sẽ được rất là nhiều ưu đãi, như là tặng kèm một chiếc vòng tay Delta G-Shock, tặng kèm một cái thẻ Happy miễn phí trọn đời, cũng như là một cái thẻ VIP của riêng Belo để giảm giá 15% cho các bạn khi mà đến với Belo lần thứ hai hay là các lần sau đó nữa. Ok, và cái phần review về sản phẩm giới hạn GSTB100TFB1A này của mình đến đây xin được phép kết thúc. Có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại dưới phần comment dưới video này. Mình sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc của bạn các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các chương trình lần sau của Belo. Ok, bye bye.